sống nhờ nước. Còn tụi em sống là nhờ tình yêu thương của quý vị các nhà. Tại vì Võ Lâm sống là nhờ kinh doanh hình ảnh anh em. Đúng rồi. Đúng rồi. Quá trời bởi đất là lợi dụng. Ấy hôm qua tôi đã lỡ chỉnh trang cho này biết thôi. Đúng dạ, rồi. Up cái clip lên nói là chị em khóc với nhau. Chị đang trang điểm với con em. Nghe chị em đó. Ơn thì xuyên tạc. Xuyên tạc. Hôm qua gian nan, hôm nay con ta thật như là điều tuyệt vời. Bay cao bay xa, sân bay sẽ ga những tòa tháp cao trong trời. Người đẹp người ngoan, người tài nô nữ. Tuổi già tuổi xuân sáng tươi muôn phần. Mình đi tham quan kinh thành Huế, nghe quan họ Bắc Ninh. Người tặng bàn bia chắc chẳng miệng tay. Ta nhảy múa cùng chiên nơi người cao đất sừng tình nghĩa. Hành trình rực rỡ, Việt Nam sẽ danh rạng ngời. Thầy có thể coi giùm con đường tình duyên giữa con với thầy không ạ? Ủa? Gì? Thầy coi cái thầy hả? Chết rồi, sao kỳ vậy? Tự nhiên coi với người yêu con chứ. Đây, con người yêu con... Sau khi nghe con nói này thì con người yêu con có một trận cãi nhỏ. Sao kỳ vậy? Ủa, thầy nghe gì phải cãi là đúng rồi, coi gì nữa. Cũng đúng à. Trời ơi. Đúng, đúng. Con phải năm nay là con có một bài hit cuối năm. Cuối năm. Ổn định, ổn định. Ôi trời ơi. Trời ơi, anh 88 nó phấn rồi. Không, chờ tới em phải bắt lại mọi người lên trước đi. Trời đất ơi. Tại tóc anh hơi sẹo, cái máy sẽ là tiêu tỷ. Mọi người lên trước đi, 5 phút lên. Ok. Càng nhanh hơn. Đừng có nói gì. Anh Long. Dạ. Wow. Một chị trai từ núi. Trời ơi. Làm trai quá à, giống diễn viên Hàn Quốc quá à. Đừng có né nữa. Cà cày tới cùng. Câu giống kia. Ôi đẹp quá à. Câu giống kia. Câu giống kia. Ủa gì vậy? Về nhà rồi. Về là chốn xưa. Câu giống kia. Em được về với chốn xưa rồi. Em được về với chốn xưa rồi. Biết đâu là cội nguồn rồi đó. Ủa thì bây giờ mặc đồ giống như ở bên Hàn Quốc kìa. Bạn chưa bán đâu có lạnh cỡ đó đâu. Phải không anh? Trời ơi. Sao mọi người kêu lạnh dữ? Thì mọi người cũng kêu lạnh dữ về bữa nay đó. Có. Tụi thấy có lạnh dữ không? Cùng bé út hờ đột nhập phòng cát. Trời ơi. Đây là một cái phòng mà không biết là cái người tôi muốn có xuất hiện trong đây không. Tôi hy vọng là sẽ xuất hiện. A few moments later. Xin chào anh. Xin chào anh. Muốn cái gì? Em đến với chương em đến từ chương trình là phỏng vấn chặng cuối cùng. Anh có cũng muốn cùng em đi đến cuối con đường không? Anh có cũng muốn cùng em đi đến cuối con đường không? Bye bye. Dạ, và chúng ta sẽ lên phòng buffet để có bữa sáng ngày hôm nay. Cái gì hỏi đi. Ủa, ở đây không hả? Anh cũng muốn ra ban công cho nó. Sao sáng quá vậy anh? Hỏi đi. À, đó mọi người thấy tôi vừa mới ngồi với chị tôi thì tôi nói rất lưu loát, nhưng khi mà tôi gặp anh ấy ở ngay cửa là tôi đã dấp thoại rồi. Ua. Sao kỳ vậy? Sao? Bây giờ cũng đã chặng cuối rồi thì em muốn hỏi anh về cái cảm xúc của anh. Và cái thứ hai đó là anh có muốn gửi một cái lời nhắn nhủ gì tới em và tới cho mọi người không? Tại sao tới em? Tại sao tới em? Đúng rồi, tại em xin xỏ hả? Đây là channel của em anh. Ở channel của em à? Wow. Chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube của Nega. Ok. Cảm xúc bây giờ là buồn vui lẫn lộn. Tại vì mỗi lần đi quay rất là vui nha. Tại vì ở nhà thì lúc nào cũng sẽ mong ngóng tới cái ngày được quay hành trình rực rỡ. Tại vì được gặp đèn gíp nè.
Được gặp Bích Phương nè, Thiên Ngân nè, anh Trường Giang nè, anh Lý Vũ Bảo Lâm nè. Đó, nhưng mà ngày hôm nay là chặng cuối cùng rồi. Cho nên là cảm thấy rằng là không biết khi nào mới có được cái cảm giác được đi quay với mọi người cái này nữa. Được. Vui lắm đúng không? Quá trời vui thật sự. Như một nhà diễn viên hài đã từng nói, Lê Dương Bảo Lâm đã từng nói là cá danh sống hài. Nhà nước. Một danh hài đã từng nói cá sống nhà nước, còn tụi em sống là nhờ tình yêu thương của quý vị các nhà. Lê Dương Bảo Lâm sống là nhờ kinh doanh hình ảnh anh em. Đúng rồi, đúng rồi. Quá trời bởi đất là lợi dụng. Hôm qua tôi đã lỡ chỉnh trang cho thằng này biết thôi. Đúng dạ, rồi. Up cái clip lên nói là chị em khóc với nhau. Chị đang trang điểm với con em. Hai chị em đó. Xong rồi là thì xuyên tạc. Xuyên tạc đúng vậy. Cái chữ xuyên tạc. Còn nếu mà có lời muốn nhắn gửi này ghiếp thì thực ra là nó hơi sến nha, nó rất là tự hào kìa. Oh yeah. Isaac thì ít khi nói ra những cái điều mà nó gọi là nó gây tổn thương. Nên là Isaac ít khi nói, nhưng mà hôm nay bộc lộ luôn là ngày đầu tiên gặp này ghiếp. À, tập đầu tiên quay ở Quảng Ninh. Thầm nói thằng trong bụng là sao các thằng nhóc muốn chi vậy ta. Không có nói được cái gì, nó câm như hến rồi uống hoa uống ớ. Gọi là nó nói chuyện được cả dấp cả lấp, rồi rapper gì kỳ vậy. Rapper người ta rất là gọi là cái gì hoạt ngôn, người ta rất là dạng dĩ. Cái gì nó kêu nó cũng không làm hết, nó nhét cái gì nhưng nó không chịu làm gì hết. Và gọi là mình cũng cảm thấy là chết rồi, giờ chương trình này đi tông. Chết tôi, trời ơi. Cuối cùng mình nhận lời chương trình là sai lầm. Tất cả là do này viết. Trời ơi, anh nghĩ gì luôn hả? Cô anh hát quá vậy? Tuy nhiên thì tới ngày hôm nào mình cũng thấy đây là cái người khó tính nhất trong dàn cá tới giờ anh Trường Giang. Cũng phải công nhận rằng là Negip đã có tiến bộ rất là lớn. Đúng vậy. Và rõ ràng luôn là mọi người thấy là Negip càng ngày duyên dáng hơn, bắt đầu dạng dĩ hơn, kêu cái gì cũng làm hết. Đó, gọi là bất chấp rồi. Đôi lúc không kêu tôi cũng làm luôn. Đó, nói chung là cũng thôi còn gì để mất đâu đúng không? Isaac cảm thấy rất là tự hào. Nhưng mà mọi người anh em, mình đã quan sát từ lúc đầu và cảm thấy là lo lắng, là trưởng thành rất là nhiều. Và quan trọng nữa nha, là được mọi người yêu thương. Đấy là cái điều mà anh sẽ cảm thấy này giúp đặc biệt trong chương trình này. Rõ ràng là này giúp có cái duyên riêng của này giúp. Và nó cũng sẽ gây nghiện đó mọi người, nếu như mọi người gọi là có dịp tiếp xúc với này giúp. Đúng không? Đó. Thì anh sẽ hy vọng rằng là mọi người sẽ tiếp tục yêu thương này giúp, ủng hộ cho này giúp trong hành trình sự nghiệp của này giúp sắp tới. Và nếu như mà anh Isaac đã gửi lời yêu thương đến Negip, Negip cũng muốn gửi lời yêu thương đến anh Isaac. À, Isaac không cần nhận đâu. Thì thật ra là đối với Negip là khúc rồi. Đầu đúng rồi, hơi rưng rưng. Nói chứ cái khúc đầu á là Negip nghĩ là mình không làm được, cho tới một cái lúc Isaac chia sẻ với Negip rồi kiểu nói chuyện với Negip làm cho Negip cảm giác là thoải mái hơn, là cuối cùng mình cũng có một người để mình nói chuyện được. Negip còn hơi ngại nhưng mà tự nhiên gặp anh Isaac là cảm thấy ok hơn. Và từ lúc đó là trộm vía tới bây giờ Negip giao tiếp rất là tốt nhờ người yêu thương này của tôi. Người yêu thương này đã dạy cho tôi nói những điều hay lẽ phải. Chuyện. Gần đây là bị hình biểu dạng rất là nhiều, nhưng mà Isaac nghĩ là mọi người là thích cái điều đó. Đúng vậy. Thì hy vọng em sẽ bị hình biểu dạng nhiều hơn nha. Vậy ha anh, em thấy có nhiều người kêu là đẹp trai thì hãy biết cách sử dụng cái đẹp trai của mình chứ. Em nghe đẹp trai. Vậy mà anh khen em. Thì anh khen em thôi chứ có nghĩa là em nói trên sóng gì đâu. Em phải khiêm tốn hay giảm bất thường em biết không? Dạ hả. Em được cái đáng yêu. Em được cái đáng yêu. Thôi đi gạo ghê quá. Ok tôi đi ăn nha, bye bye mọi người. Bye mọi người. Và vlog của Negip đến đây là kết thúc. Bởi vì Negip nghĩ không có một khách mời nào muốn trả lời Negip đâu. Mọi người đói bụng ấy rồi. Thì bây giờ chúng ta đi thôi. Chúng ta cùng nhâm nhâm nha. Đi thôi.